chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một trong những cái khu rừng rất là lớn ngay tại Sài Gòn này. Và hôm nay thì được anh Minh giới thiệu về hoàn cảnh của anh Hùng. Anh Hùng, ghe anh ở dưới có đồ ở dưới hay gì anh Hùng? Không, dạ, cái này đồ ăn của anh hả? Dạ, anh hướng dẫn em xuống ghe được không? Đâu đâu, mấy anh em mình đi xuống dưới đi. Dạ, đi anh. Đây là anh Hùng phải không anh Minh? Đây là anh Minh, là mọi người có giới thiệu hoàn cảnh. Đông mình chỗ là đi đâu thì đỡ cổ ôi nước không á à. Nè đi đâu đâu đi dắt dắt xuống dưới rồi dắt dưới đó trời dắt giùm mình xuống dưới đi cho tao biết ghe đi đem cơm đi. Dưới ăn dưới luôn đi anh dắt dưới luôn đây dắt đi dưới đi cho biết đi dưới ghe đi có ngày chạy đó dắt dưới đi đừng lợm đó đây là anh Hùng hả anh Minh? Anh Hùng này là sao đây anh Minh? Anh đi trước đi. Bệnh là hồi 16 tuổi tới giờ đó. Dạ. Bệnh từ 16 tuổi tới giờ luôn hả? Trời ơi. Sống ở trên ghe hả anh Minh? Tối ngủ ở đâu? Tối ngủ dưới ghe đó luôn hả? Bước ghe đi chụp hình đó. Thì bước như luôn coi. Ngồi dưới đi. Trời ơi. Anh sống ở đây là bao nhiêu năm anh Minh? Thì sống hồi mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm rồi hả? Trời ơi. Ủa sao chiếc ghe gì đâu mà gì kỳ vậy? Thì nó hồi quen cái tàu bẻ gì đó. Mấy anh cháu không đi dẫn chỗ về trả nợ mà không chịu. Anh có vợ con gì không? Không, không có vợ con. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm 16 tuổi. Tuổi 10 á. Tối ngủ ở trên đó. Tối ngủ đó. Ăn uống thì sao anh? Thì ăn uống thì nè. Khi ăn hết này rồi tối vô tôi ăn. Dạ. Em múc con cháu đem xuống. Em thấy cái trạng thái thần kinh của anh Hùng này không bình thường là sao vậy? Thì đó thì bệnh đó. Bệnh hả? Bệnh gì anh? Không biết bệnh gì mà hồi đó bệnh hồi 16 tuổi là bệnh tự nhiên là ngồi khóc ròng ròng nước mắt vậy. Dạ. Cho em lên được không anh Hùng? Được. Anh kéo chiếc ghe vô cho em lên với. Sao quần kéo lên cho. À, sao quần lắm kéo được. Kéo ra đây, sao quần lên. Đậu ba anh tới tụi anh. Lên trển đi. Anh lên không? Bỏ giày ra đi ướt mất công chiếc mang lên. Dạ. Xong rồi lên. Lên luôn luôn mọi người. Đây anh lên đặng em tâm sự hỏi coi chút công việc luôn anh. Đi anh Minh. À, có anh giới thiệu thì em mới biết được chứ em đâu biết hoàn cảnh của anh này đâu. Còn có tiền không? Sao nó đi. Này thủy triều nó lên rồi. Biển Cần Giờ là biển nước lên. Đây là nước mặn nha. Ô trời ơi. Ui. Ôi ơi vậy đó hả? Ai đi? Hàng ngày thì ảnh làm cái công việc gì sống ảnh có anh em không anh? Có anh em bà con chứ anh em đâu đông lắm chứ mà kêu về không về á. Dạ. Nhìn ảnh đẹp trai quá vậy ta. Tăng nước. Đem mé phải để luôn đi. Để luôn đi. Bác đó nè. Bác lại đi. Nước mà này thì... Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh Hùng? 53, 54. Dạ? 54. 54. 53, 54. Anh có vợ con gì không? Không. Không. Anh sống ở dưới ghe này là bao nhiêu năm rồi? À, lâu rồi, là 2 tháng mấy. Rồi là đúng không? 2 năm. 2 năm. Ừ. Lâu rồi hả? Giờ nước không, nước chiếc ghe này là anh mua hay sao? Anh lượm hả? Lượm ở đâu? Dạ. Cháu cho. Cháu ruột cho hả? Cháu ruột thấy gì cho rồi, nó ghe nguyên ngon lắm. Ở này mấy bay lấy rồi mới hư vậy chứ. Không được mình chuột cái đậu. Hả? Cháu kia tính là bỏ cho chìm. Cho bẻ chìm được đi về trả nợ. Mà cũng cỡ nào cái thấy vậy tôi lấy xi măng tôi lắp lại nè. Ôi ôi mọi người thấy nè. Chứ ghe vậy đâu mà cái mũi nè. Tối thì mưa gió thì sao? Mưa gió thì cũng mưa
dưới cầu. Ngủ dưới dạ cầu ha. Ảnh có mấy anh em anh mình. Làm sao anh em? Mà có mình ảnh bị vậy hả? À, ok vậy trời. Anh ảnh bị từ năm nhiêu tuổi? Em mới nói hồi 16 tuổi tới giờ. Dạ. Từ 16 tuổi tới giờ. Mà phát hiện cái nguyên nhân sao không? Đó thì thôi đi vô trong khai quang thác rồi đó, rừng ở dưới U Minh á. Ừ. Đi Cà Mau rồi chứ. Ừ. Khai thác là thấy bông hoa vậy đó, hái xong về đi đổi hầu á, bán vườn lượm, có luôn được bán nhiều. Anh Hồng nói gì? Bị ra ông kêu bệnh chết à, lỡ cái đảo con thằng nó đi cũng kêu cái ăn cơm bệnh phải coi ngủ. Về ăn uống là hàng xóm mà anh em lo cho hết. Nhưng mà không chịu ở nhà. Ngày xưa 16 tuổi là bệnh đó, giờ thành thử không có vợ con luôn. Không vợ à, sao không có vợ đi? Sao kỳ vậy? Không có vợ con đâu, ngủ nè, con ghẹp kìa. Chỉ có ông nội có ai chờ đó là có bằng. Có khi chỉ có con tạ nữa, còn bộ ra nước còn quá. Sao em nhìn ảnh đẹp trai dữ ta? Hai sao đọc đúng rồi. Anh đọc cái là bệnh dữ vậy. Người qua mà chắc người ấy á, cái người mà dọn ảnh người hoa hả? Cha qua mẹ chị á. Con cái mà nó cài xì xà beng, nó cài dán. Ừ. Họ tay, mướn cài của nó. Dạ, anh Hùng nói gì anh Hùng? Cái người qua mà nó người nhà tôi nó nhận nhận. Dạ. Lậu lên bé mẹ, cái người qua nghĩ như thọ. Cái người kia làm dẹp nha. Tự nói mình anh như hoài luôn thân. Nhưng mà chú không một. Anh sống ở trên chiếc ghe này không có gì ngoài một cái máy như thế này nè mọi người. Đó, ngoài một cái máy như thế này nè. Đó. Nghe anh Minh nói là con cháu là nuôi hết hả anh Minh? À, nuôi hết. Năm rồi, năm 7 tháng 1, năm nay là hết năm. Còn có năm rồi đó. Hết năm này tháng mấy không biết. Anh sống ở trên ghe là bao nhiêu năm? Lâu rồi. Cơm nhận đó, cơm mà cổ rượu đó. Đến đây ở ghe cũng 5 năm rồi đó. Mà có cái bà ở Lan Bang là năm 93 đó vào rồi. Lan Bang thì tối anh có về nhà ngủ không? Có. Còn nó có nhà, về nhà ngủ thì kia. Sao hồi giải tỏa hết là mới chú ghe ở. Dạ. Đó là chính 1 năm. Chú ghe ở chú. Ở chỗ này cũng mát quá luôn. Bể là vậy là không chịu về đó. Chìm rồi cũng một hai là kêu người phụ tay kéo lên rồi tát nước ra răng bán rồi chẳng bán. Ảnh ngày xưa ảnh có đi bộ đội gì không? Bình hoạn là từ nhỏ luôn ha. Ảnh ngày xưa ảnh có được đi học hết cấp 2 rồi. Hồi đó học lớp mấy vậy? 2. Ngày xưa anh học lớp đến lớp mấy nghỉ anh Hùng? 2. Ca hay lắm hả? Ôi sao nhìn mình nhìn cái gương mặt ảnh rất là sáng và đặc biệt là mình nhìn ảnh là không biết bị bệnh. Cái đẻ. Ta đi ngang ta hỏi chứ nói gì trời đất cũng nói mình bệnh bạn mà. Ảnh thường nói gì? Hỏi bao nhiêu xe số gì tới dưới hôm đó là nó không biết nói gì không? Nói đào đào với lao vậy đó. Sợ đường ăn ảnh có quậy phá gì ai không anh? Không hả? Đi sáng đêm vậy, khi đi sáng đêm luôn á, không giờ ngủ á. Khi là ngủ rồi ngủ nguyên ngày nguyên đêm ngủ hoài, khi từ một tuần lễ không mà ngồi chỉ uống nước thôi. Trời ơi. Rồi chiếc ghe này lỡ mưa gió có chìm không anh? Hổm tôi che phủ bố này. Thì tát, mưa tát, mưa biết thì tát. Dạ. Lên thử cảnh tỉnh nồi cá con này. Ở đâu? Thằng chủ này bán phiền tổ này 50 bạc. Anh nói gì vậy? Đang ban bị lấy ngay anh Hùng tối ngủ ở đâu? Không trời hiểu. Anh Hùng tối ngủ đâu anh Hùng? Tối ngủ đâu? Đâu chỗ nào đâu chỉ em với. Trong phòng ngủ đây. Có mũi không? Có mũi lắm à. Có văn mùng không? Đau mùng đâu cho em xem với. Đâu giả ra coi. Ừ, có mùng có gói đầy đủ kìa. Có đó nó cắm kìa mũi lắm. Nó cầu sao bị cán cái mũi vậy. Cán cái chất vậy. Vậy ảnh vẫn còn lý trí bình thường chứ. Ủa ấy mà cũng vào cái vòng mùng ngủ à. Nó ngã
đậu ra giữa nội khi lão em đi ngủ bàn của bộ ra chỗ nào có giọng là ngủ hoài ngủ đó chứ không ngủ ghe không ngủ đâu mà. Tính năm nay là 53, 54 gì cũng bị ba mấy 40 năm rồi. 16 tuổi mà trong gia đình nó bị 16 tuổi rồi. Ba mẹ anh còn sống không? Chết hả? Chết hả? Bị chết. Ba mẹ anh còn sống không? Ai biết. Nó lâu quá quá, mướn má, ông bà mướn rồi đó đó. Rồi đứng vô 1 2 3 thôi. Không biết cha mẹ chết. Chết cũng đi hỏi đâu không biết chết mà. Cái duy nhất anh biết đó là chính là anh biết cái tuổi của anh thôi. Biết mà hỏi đâu không biết. Thật ra thì nhìn thiết kế cho một cái kiếp người ha. Nhìn anh rất đẹp trai như anh mình. Ngon lắm mà chứ còn riêng. Rồi anh tắm rửa đâu mà. Anh tắm ở đâu anh Hồng? Ở lầu á. Anh nhà lầu kia hả? Lầu cái nhà lầu á. Nhà lầu là ở đâu? Là lên đó tắm. Rồi ăn cơm chưa? Sáng giờ anh ăn cơm chưa? Dạ. Nhà đem xuống. Anh biết tiền biết bạc chưa hết. Biết hả? Anh cạnh anh giùm em. Đứng ngay lên chụp hình à, quay phim. Anh biết tiền không? Thử em thử. Hồ tiếu, phải không? Anh biết tờ này nhiêu tiền không? Này là nhiêu tiền? Anh ngủ dưới này nè. Ở nhà là ngủ. Anh hả? Em hả? Em về nhà ngủ. Về nhà đâu? Chỗ khác. Rồi đất gần ngoài con chuối không? Không anh, xa. Không? Dạ. Xa lắm hả? Dạ. Rồi. Anh biết tờ này nhiêu tiền không? 100.000. 100.000 này mua được cái gì? Mua mà tâm gian không? Ăn cơm. Hiện nay trong túi anh còn tiền không? Đâu lấy cho em coi coi. Thật ra mình đưa tiền cho anh nhiều cũng nguy hiểm. Đâu á, nó phải cần hát người ta nội. Đâu tiền đâu? Đâu? Cho em xem với. Đi show dục đi. Mất rồi. Mất tiền luôn rồi. Ừ lắm hay đó, là ba con còn 30.000. Vậy là con kêu đừng ăn à, con mập chứ. Đúng rồi, anh nói cho bài nói gì. Anh nói gì? Con mập chứ. Đừng mua này đó. Thằng nó lợm này là mua chi trời, đừng mua. Ừ. Mua, tỉnh nó nói đừng mua, nó không biết. Tội thì mua không nổi. Đúng riêng nhỏ đừng mua. Anh Hùng đi như thế này là đưa tiền cho anh cũng không biết đường sẽ để mất không mọi người. Người biết xài tiền, không biết xài tiền. Sao nhà mục tiêu mua chết nào vậy? Dạ nó mua rồi chứ. Dạ. Nè, em cho anh nè, tờ này nhiêu? Chù quá. 100. Được chưa? Lấy nữa không? Nhiêu được rồi. Đó thôi mọi người. Cho anh đỡ vậy đi. Để anh nhiều anh mất. Mục tiêu chạy chạy quá trời trời. Đây anh không có biết tiền. Cha nhà ông kêu hỏi khác. Thì anh em cho là cho phiên 200 bỏ thứ. Không, không. Để từ từ, để mai mốt em qua thử thử anh như thế nào. Không được, không được. Anh lại còn dài quá. Thường là người ta cho anh hết rồi. Cho bao được tua làm đó. Cho quà ông thiếu đồng rồi, quà bàn quà bàn. Quà bàn rồi trả tiền không? Biết không? Làm này lâu lâu quá rồi. Họ nó trả lại. Anh Hồng ơi. Nhìn em ơi. Ngày xưa anh học lớp mấy anh nghỉ? Lớp 2 anh nghỉ. Nhà anh có mấy anh em? 8 anh em. 6 anh em. Anh thứ mấy? Thứ 5. Rồi em út của anh đâu? Tam Hiệp. Dạ. Anh có thẳng Tam Hiệp. Dạ mà cái họ Tam Hiệp. Nên nó chào Tam Hiệp lắm. Ê anh vẫn còn biết anh em của anh nè. Nó làm cơm nè. Ra đây ngồi chỗ mát anh Hồng ơi. Sợ chim hả?
Nó giờ đi chơi đậu 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 mấy bọt đậu nó bút cái ghe lại tát lại đi ấy ấy đi rồi hỏi chút đi đi về trả luôn nè. Thật ra thì thấy cái hoàn cảnh của anh mình thấy thương quá mọi người, mà không biết khai thác cái câu chuyện của anh như thế nào. Mình chỉ biết anh là sống ở trên một cái chiếc ghe một nét như thế này à, mà anh thì theo anh Minh chia sẻ thì ngày xưa hái cái bông hoa gì hả anh Minh? Anh ấy, em nói đi làm rẫy rồi hái bông hoa gì khai thác bông hoa ở Cà Mau á, rồi bị bệnh đó. Ngày xưa sao mà anh đi Cà Mau? Đó năm đói khổ rồi đi xuống dưới, thời gia đình đi dưới hết, rồi khai thác quan làm rè làm đầm đầm đồ á, dạ. Bứt nghe không bứt cái bông hoa gì đó, phải không? Nghe thằng em nó nói kể anh Thạnh nó tên Thạnh, là đi làm chung với anh Thạnh đó ha, gia đình nó đi về dưới hết rồi, dạ. Thì sau bao lâu thì mới trở về Cần Giờ này? Cũng lâu à, lâu đi sống ở dưới khu chục mười mấy năm rồi, trở về đây Cần Giờ, dạ. Ngã làm cộng chút. Cái chỗ chung thứ hai thằng nhỏ mình năm nhất là nó cũng điều rồi cuốn chiếu lại đi nó lắc là mấy bờ cũng như từ mũi cần chết mũi đâu anh cũng kỹ lưỡng vậy ha. Đấm rồi kỹ rồi đầu cũng thật ra thì anh rất là kỹ luôn mọi người, chỗ tắm chỗ ngủ của anh cũng rất là sạch sẽ. Ghe thì không có một miếng gác luôn á, nhưng mà có cái nó xì vô ngoài trước này nè. Trời ơi trời. Anh cứ nói vậy hoài luôn. Nguyên đêm anh có nói không? Ngủ thôi chứ đừng nói. Có lại là chỗ sáng đêm. Chửi ma chửi quỷ gì sáng đêm. Chửi luôn hả? Chửi. Đồ ăn là dục hết luôn, đem xuống mùa không ăn là dục hết, bỏ hết. Bỏ hết luôn hả? Rồi cái mai mốt phải ăn lại ăn ngày 4 lần cử một lần. Có gia đình có thử đưa đi trại tâm thần có được không? Có đi trị luôn, bệnh lắm thầy bà lắm sao không được. Biết nhiêu tiền không? Có đi đưa đi bác sĩ tâm thần không anh? Không biết, nó không hiểu, không có đưa đi trị thầy nữa. Có trị thầy nữa hả? Chú người ta nói sao? Ông mấy ông thầy mới sao anh có biết không? Chị không biết chị biết đâu. Anh em chị lo một thời gian về nó là đi qua một chuối. Lo hoài lo không hết luôn. Cột ở nhà thì không được luôn. Muốn đi là đây à? Về chở luôn bữa hai cũng đi à? Đi chở đi xe là đi xe buýt đó hả? Nhà gần đây không anh Minh? Không có, chỗ đi gần khách á. Dạ. Cách đây xa không anh? Trời ơi, biết đi xe buýt trả 7.000 luôn. Đi xuống đây này xuống mà tăng. Cái gương mặt anh y gan là nghệ sĩ đó. Cái gì anh Hùng? Cái đó gì là ngoài sao hả? Ai làm cho đây? Ủa cái đó gì anh? Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với lại cô chú với anh chị cũng như là tất cả các bạn về một cái hoàn cảnh của anh Hùng. Mình không biết chia sẻ như thế nào. Cũng nghe anh Minh giới thiệu về cái hoàn cảnh này, sống trên một cái chiếc ghe một nát nè. Thành thử là cái việc mà sinh hoạt của anh á thì nó cũng bây giờ muốn giúp thì không biết giúp như thế nào luôn. Đó. Thì dạ. Dạ. Gà anh sao anh nấu được? À. Có nghĩa là anh Minh sẽ là hỗ trợ nấu ăn cho anh ha. Dạ, lát nữa em gửi cho anh ít nữa ha. Anh có gì nấu? Quay. Bị gì? Có rượu bò. Có anh nói không hiểu luôn ai dám gạo không em mời anh Hùng ơi bye bye tối về đi anh không biết mà xa. Chào cô bác của anh chị nha. Chắc mai mốt thì Bùi Hộ sẽ quay trở lại cái hoàn cảnh của anh Hùng này. Nhưng mà bây giờ hiện nay thì
làm sao mà để cho anh hết bệnh là mình nhất à. Tại anh đi hoài cũng không phải là một cái cách, nhưng mà theo nhà Phật thì chia sẻ giống như một cái kiếp người đó, một kiếp người có không biết là kiếp trước của anh làm cái gì, nên là nữ kiếp này anh phải trả quả giống vậy đó, thì cũng là một hoàn cảnh. Thì cô bác quý anh chị nào mà biết thầy nào có đi hoặc là ai đó có thể giúp đỡ cho anh Hùng được thì giúp. Còn về vấn đề mà về tiền bạc thì mình sẽ không có trao cho anh nhiều, có thể là tí xíu nữa đây thì mình sẽ gửi cho anh Minh ít để mà mua gạo nấu ăn cho anh ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.